ngày 21 tháng 10, Công an huyện Định Hóa phối hợp với Ban quản lý di tích chùa Hang, Ủy ban dân thị trấn Chợ Chu tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, công tác phòng chống cháy nổ và ra mắt mô hình tăng ni Phật tử tham gia giao thông văn hóa an toàn tại chùa Hang thị trấn Chợ Chu. Dự hội nghị có Thượng tá Phạm Thế Anh, Ủy viên Ban thường vụ huyện ủy, trưởng Công an huyện, đại diện lãnh đạo Ủy ban dân thị trấn Chợ Chu, các đồng chí là chỉ huy và cán bộ đội cảnh sát giao thông trật tự, đội tổng hợp, đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện, cùng tăng ni Phật tử và bà con nhân dân tổ dân phố phố núi. Tại hội nghị, Công an huyện đã thông tin về tình hình trật tự an toàn giao thông, tình hình cháy nổ và tội phạm trộm cắp tài sản trên toàn quốc, trên địa bàn tỉnh và huyện Định Hóa trong thời gian gần đây. Đồng thời, phổ biến các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản, công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trong tình hình hiện nay, những kỹ năng cần thiết để tham gia giao thông an toàn, phòng chống cháy nổ có hiệu quả, cách nhận biết phương thức, thủ đoạn hoạt động và các biện pháp phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản. Thông qua hội nghị tuyên truyền, giúp tăng ni Phật tử chủ động trong công tác phòng chống cháy nổ, tham gia giao thông an toàn và nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa, tích cực đấu tranh tố giác tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn. Cũng trong dịp này, Ủy ban dân thị trấn Chợ Chu đã ra mắt mô hình tăng ni Phật tử tham gia giao thông văn hóa an toàn tại chùa Hang thị trấn Chợ Chu.